Kính chào quý ông bà và anh chị em. Chủ nhật thứ hai sau lễ Phục sinh được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chọn làm ngày Chủ nhật kính lòng thương xót của Chúa. Hôm nay chúng ta cầu cho anh Tôn Nguyễn Văn Hưng, linh hồn các ân nhân của gia đình Bartolomeo Nguyễn Văn Sô, Matthew Nguyễn Văn Oanh, Thomas Nguyễn Phong Vinh, Giuse Trần Minh Nhật, Domenico Bùi Hiếu Liêm, Giuse Bùi Văn Phòng, Giuse Bùi Văn Chu, Giuse Long, Giuse Nguyễn Văn Mẫn, Phêrô Đỗ Văn Mắp dỗ 31 năm, linh hồn bà Lê Thị Bảo, Domenico Trần Văn Trác lễ dỗ, Domenico Trần Sơn Hải lễ dỗ, Teresa Trần Thị Xuân lễ dỗ, Maria Đỗ Thị Huy mới qua đời, Lucia Nguyễn Thị Kim Thoa, Giuse, Thomas, Anna, Maria Lữ Đan Hòa, linh hồn Giuse lễ dỗ, Giuse Nguyễn Đăng Quang, Rafael Tạ Xuân Thành, Phêrô Tạ Xuân Toán, Francisco Xavier và Teresa. Đặc biệt hai linh hồn Micae Trần Văn Phú và linh hồn Đa Minh mới qua đời. Một gia đình xin được bình an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Mừng lễ kính lòng Chúa thương xót. Sáng nay, lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Francisco thật dễ thương. Ngài bảo, nguồn gốc của ơn cứu độ là chúng ta cảm được rằng Chúa thương xót chúng ta. Bao lâu chúng ta chưa cảm được điều đó, chúng ta sẽ không cần. Và do đó, chúng ta sống với cái mối liên hệ Chúa là một ông chủ, mình là một nô lệ. Như vậy, cuộc đời sống đạo mất ý nghĩa. Hợp với ca đoàn, chúng ta nài van Chúa sửa đổi những tư tưởng, những quan niệm về tôn giáo của chúng ta. Dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người. Vì vinh quang cao cả Chúa.
ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hàng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh Chúa. Cúi xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và đã cứu chuộc chúng con bằng máu thánh của Người. Vì Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Chích sách Công Đồ Công Vụ. Khi ấy, các tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salomon, nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường trắng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh. Đông đảo dân chúng ở những thành phụ cận Jerusalem cũng tuôn đến, mang theo bệnh nhân và những người bị quỷ ám. Mọi người đều được chữa lành. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Dướng lên ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nào Aharon hãy dướng lên ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Người tôn sợ Chúa hãy nói lên ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Chớ che phù giúp tôi dù đời giăng mắc đầy hiểm nguy. Người trở nên đấng giải thoát tôi vì Người là dũng lực đời tôi. Mừng vui chiến thắng lời hát vang, kìa này tay Chúa kỳ diệu thay. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, làm đời Chúa vẫn trọn tình thương. Là đã thơ nề loại bỏ ra, đã trở nên đá nên tương xây. Việc do tay Chúa làm lớn lao, thật là cao quý kỳ diệu thay. Và đây ngày Chúa đã tác nên, nào người ca hát và mừng. Bài đọc 2, bài trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan
tôi là Gioan, anh em của chư huynh, đồng phần chia sẻ sự gian truân, vương quyền và kiên nhẫn trong Đức Giêsu Kitô. Tôi đã ở đảo Batuno vì lời Chúa, là vì làm chứng Đức Giêsu. Một Chúa Nhật nọ, tôi xuất thần và nghe phía sau tôi có tiếng phán lớn như tiếng loa rằng: hãy viết những điều người thấy vào trong sách và gửi đến 7 giáo đoàn ở Tiểu Á. Tôi quay lại để xem coi tiếng ai nói với tôi. Vừa quay lại, tôi thấy có 7 chân đèn bằng vàng, và ở giữa 7 chân đèn bằng vàng đó có một đấng giống như con người, mặc áo dài và ngang lưng thắt một dây nịt bằng vàng. Vừa trông thấy người, tôi ngã xuống như chết dưới chân người. Người đặt tay phải trên tôi và nói: đừng sợ, ta là đấng trước hết và đấng sau cùng. Ta là đấng hằng sống. Ta đã chết, nhưng đây ta vẫn sống đến muôn đời. Và từ giữa chìa khóa sự chết là địa ngục. Vậy hãy viết những gì người đã thấy, những điều hãy xảy ra và những điều xảy ra sau này. Đó là lời Chúa. Mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa ở nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn của người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại bảo các ông: bình an cho anh em. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Nói thế rồi, người thổi hơi và bảo các ông: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại. Bây giờ trong 12 tông đồ có ông Tôma, còn gọi là Didimo, không cùng ở với các ông khác khi Chúa Giêsu hiện ra. Các môn đệ khác đã nói với ông: chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông bảo với các ông kia: nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở trên tay người, nếu tôi không thọc ngón tay tôi vào lỗ đinh, và nếu tôi không chọc bàn tay tôi vào cạnh sườn người, tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông, trong khi các cửa vẫn đóng kín. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà bảo: bình an cho anh em. Đoạn người nói với ông Tôma: hãy đến xỏ ngón tay vào đây, hãy xem tay của Thầy, hãy đưa bàn tay anh ra xỏ vào cạnh sườn Thầy, chớ cứng lòng nhưng hãy tin. Ông Tôma liền thưa rằng: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói với ông Tôma: vì anh đã xem thấy nên anh đã tin, nhưng phúc cho những ai không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi trong quyển sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con của Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính chào quý ông bà và anh chị em. Chúa không chúc gì khác ngoài chúc bình an. Chúc nữa, bài nói của tôi có ba phần. Phần đầu nói một chút về bình an. Bình an này mới là sự bình an mà Chúa Giêsu đã hứa trước đây. Đố ai nhớ được Chúa hứa trước đây vào lúc nào? Trong đêm tiệc ly, ở chương của 14 của Gioan câu 27, Chúa nói rất nhiều điều tâm sự xong và nói: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Câu Gioan chương 14 27. Đó là câu thánh lễ nào mình cũng nghe lúc nào? Sau phần kinh lại cha. Như vậy thì đây là lời chúc quan trọng nhất sau cái lời chúc Chúa ở cùng anh chị em. Theo tôi, đó là lời chúc quan trọng. Lùi 33 năm trước, trên cánh đồng Bethlehem, mình nghe cái gì? Và ai tuyên bố? Các thiên sứ trên trời tuyên bố bình an dưới thế cho người có thiện tâm, tức là có thiện chí, có tâm hồn ngay thẳng. Cái lời ca của thiên thần trong đêm Giáng sinh, mà đêm nào Giáng sinh cũng thơ mộng, cũng đẹp đẽ, cho nên chúng ta có thể vui chơi trần gian, quên mất cái lời chúc đó. Cái câu đó đã trở thành câu đầu của tất cả các kinh vinh danh mà chúng ta đọc trong thánh lễ. Hồi nãy chúng ta vừa hát thật long trọng. Cái lời ca đó ai trong chúng ta cũng đã nghe từ nhỏ đến giờ, không biết mấy chục nghìn lần rồi, nhất là những bác trên 80. Hồi nhỏ, chúng ta đã từng nghe lời đó giữa những tin của chiến tranh ở các vùng quê. Rồi lớn lên một chút, chúng ta cũng nghe lời chúc đó hàng năm trong lễ Giáng sinh khi cuộc chiến tranh lan ra khắp nước. Và ở 1975, có nguy cơ miền Nam bị đánh mất. Trưởng thành, chính tôi đã nghe lời kinh đó mở rộng khắp miền Nam, rồi chiến tranh kết thúc trên quê hương. Nhưng chiến tranh hôm nay vẫn còn, đặc biệt ở Ukraine, chưa hết ở Trung Đông, ở các nước châu Phi. Vậy bình an ở đâu? Lời chúc của Chúa không tác dụng gì sao? Câu trả lời, bình an ở dưới thế này chỉ cho những người thiện tâm. Đấy là nó có điều kiện đó chứ. Càng nghe càng thấy chua xót, như phải nhìn một sự bất lực của chúng ta, như chứng kiến cái thắng thế của sự ác và tội lỗi, của bóng tối, của ma quỷ trắng. Cho nên làm sao bây giờ, làm sao để diệt chiến tranh? Chúng ta phải ra tay sao? Chúng ta phải đi giết những người tạo ra chiến tranh? Không. Nếu tôi muốn oán thù những người đã gây ra cuộc chiến, nếu lòng tôi muốn tiêu diệt những kẻ gieo ác và đau thương, tôi coi họ là những người phá hoại bình an hay hòa bình trên thế giới. Nên nhớ tiếng Anh nó không có đọc khác, nó vẫn có một chữ peace. Còn mình thì có khi dịch bình an, có khi dịch hòa bình. Nhưng trong chính cái cảm nghĩ đó, tôi mới nhận ra rằng nếu tôi oán thù, nếu tôi căm ghét, nếu tôi ước muốn tiêu diệt người khác, chính tôi là người mất bình an. Chính tôi là người đầu tiên và chủ động phá hoại bình an trong tôi. Thì ra trách nhiệm đánh mất bình an không phải ở nơi người khác, ở chỗ mình. Tìm đâu trong trái tim mình, trong đầu óc mình, khởi điểm của xây dựng bình an nằm ở nơi mình. Nhưng phải xây dựng làm sao đây? Thiên thần nói, điều kiện thứ nhất, có thiện tâm sẽ có bình an. Thiện tâm là gì? Là lòng mình không muốn điều xấu cho bất kỳ ai, huống chi cho mình. Thiện tâm là gì? Là mình tôn trọng công lý, tức là có pháp luật trong đó. Nghĩa là chu toàn bổn phận của một người trong gia đình, một người con, một người vợ, một người chồng, một người cha, một người mẹ, một người công dân, vân vân.
và đối với Chúa. Chút nữa tôi trở lại những mối liên hệ. Điểm thứ hai, thiện tâm là gì? Hồi nãy đã nói thiện tâm là tôn trọng công lý. Thiện tâm điều thứ hai là biết yêu thương, biết mềm lòng ra, biết cảm thấy xót xa khi thấy người khác đau. Chữ xót nó nằm rất là hay trong tiếng Việt. Nó vừa rát vừa đau. Thiện tâm là cho đi mọi sự tốt lành. Thiện tâm là không giữ lòng oán thù. Thiện tâm là biết chịu đựng cái xấu, cái tật của người khác mà ai cũng có, chính mình cũng có. Thiện tâm là biết cảm thông, không kết án. Thiện tâm là không phán đoán một cách vô lý và kết án ai mà không có bằng chứng. Điểm thứ ba, thiện tâm đòi hỏi phải khiêm nhường. Như em bé vô tội vậy, các em bé rất khiêm nhường, nó không có gì để khoe, không ác ý, không hận thù, không kiêu căng, không ích kỷ. Đó là hình ảnh Giê-xu hài đồng nằm ở máng cỏ Bethlehem. Chúng ta bắt chước Ngài để chúng ta có bình an. Yeah. Tôi nói phần ngắn như vậy để quý vị suy nghĩ một chút. Nhưng hôm nay điều tôi muốn nói nó nằm ở chỗ khác. Nó nằm ở cái chỗ tôi đã soạn ra đây. Đầu lễ tôi có nói với quý vị, sáng nay tôi bật máy computer lên, luôn luôn tôi tìm lời nhắn của Đức Thánh Cha Francisco, mà có một người ở Việt Nam sưu tầm mỗi ngày rồi dịch ra tiếng Việt. Anh đó là anh Lê Hải Nam, dịch rất chính xác. Cảm ơn anh nếu anh có tham dự thánh lễ này. Đức Thánh Cha nhắn, chúng ta hãy xin một ơn. Đó là ơn cảm nhận được rằng chúng ta cần lòng thương xót của Chúa. Cảm nhận ra cái tình yêu đó mình mới cần. Đây là cách duy nhất ơn cứu độ của Chúa hoạt động trong mỗi người chúng ta. Hóa ra nếu chúng ta sống không cần đến lòng thương xót của Chúa là chúng ta đang múa may một cách vui vẻ thôi. Còn ơn cứu độ ở xa lắm. Nó đáng sợ đấy chứ. Như vậy, trở về với định nghĩa của các tôn giáo hay mình quen gọi là đạo. Chữ religion là do chữ religare. Nó diễn tả một mối quan hệ. Re là với nhau hay làm lại. Ligare là cột. Tất nhiên, đó là mối liên hệ chặt chẽ giữa một tạo hóa với một tạo vật. A creator and a creature. Rõ ràng, bằng tiếng Anh nhé, tôi không chế ra cái định nghĩa đó. Giữa một đại hồn và một tiểu hồn của Bà La Môn. Giữa Thiên Chúa và con người của Kitô giáo. Mà con người này được Ngài tạo dựng một cách thật trân trọng. Tôi lặp lại nha. Giữa một Thiên Chúa và một con người là mình á. Mà con người này được Thiên Chúa tạo dựng một cách thật trân trọng. Có nghĩa là Ngài yêu thương, Ngài mới làm. Trân trọng vì sao? Vì cho mỗi người có một linh hồn tinh anh, siêu việt, bất diệt. Không có gì quý bằng linh hồn. Điểm thứ hai, cho mình mỗi người một thân xác thật diệu kỳ, là cả một vũ trụ huyền bí. Tổ chức vận hành rất tinh vi. Và cái điều quý nhất là nó duy nhất. Không có ai đụng hàng với ai hết. Điểm trân trọng thứ ba là giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nó đâu có vật nào, cây ô liu, bình dầu, cây nến được gọi là giống hình ảnh Thiên Chúa, kể cả các con vật thượng đẳng nhất như con chó, con tinh tinh vân vân. Không có con nào được cái vinh dự trong sáng thế nói rằng dựng nên giống hình ảnh của chúng ta. Điểm thứ tư, cái quý hơn nữa, đó là lý trí phán đoán tự do mà tự mình quyết định và chính Thiên Chúa cũng tôn trọng. Và điểm cuối cùng, Chúa dựng nên mình cách trân trọng là bởi vì mình từ khi được dựng sẽ hiện hữu đến đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. Tôi lại thuộc kinh nữa rồi. Đến muôn đời. Có bao giờ mình ngồi đó trong góc phòng mình để mình nghĩ tôi sẽ tồn tại đến muôn đời không? Hãy nghĩ đi.
mấy mươi năm trần gian rồi nó kết thúc. Như vậy, hôm nay nói về lòng Chúa thương xót, tôi nói về mối liên hệ, relationship. Có rất nhiều hình thức diễn tả các liên hệ. Tôi nêu ba cái thôi nha, nó còn nhiều lắm. Liên hệ thứ nhất là liên hệ yêu thương. Ví dụ, liên hệ giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng, giữa cha và con, giữa mẹ và con, giữa con cái với ông bà cha mẹ, giữa anh chị em trong một gia đình, giữa những người đồng bào với nhau cùng một văn hóa, một màu da, một ngôn ngữ, vân vân. Đó là gọi là liên hệ yêu thương. Nhưng cái chữ yêu thương đó phải hiểu có nhiều cách yêu thương. Có cách yêu thương ích kỷ, có cách yêu thương chiếm đoạt, có cách yêu thương tàn phá, vân vân. Mình không có giờ để nói ở đây. Điểm thứ hai, liên hệ cộng sinh, tức là cộng tác với nhau để sống. Đó là những liên hệ về giao ước, giao kèo, khế ước để làm ăn. Contract. Và trong đó có mối liên hệ lạm dụng nhau để sống. Tốt. Người này nhờ tài người kia đem lại lợi cho mình. Cái đó là lạm dụng, là mua bán đổi chác. Và trong đó có mối liên hệ của những đại gia đình mafia. Mà cái luật của họ là Casa Nostra, bảo vệ căn nhà của mình. Tức là đoàn kết với nhau để duy trì, để trục lợi, để đè đầu, đè cổ người khác. Mà vì nó cái liên kết rất chặt chẽ, cho nên những người thấp cổ bé miệng không thể nào thoát ra được. Đó là liên hệ cộng sinh. Rồi cuối cùng là liên hệ lạm dụng, hoàn toàn lạm dụng. Giống như giữa chủ và nô lệ, hoàn toàn chỉ có bóc lột. Coi chừng, chúng ta đến với Chúa thông qua mối liên hệ nào, tự xét chính mình đi. Tôn giám chỉ trích, nhưng Chúa chỉ thấy sợ thôi. Là vì qua một số lời kinh xưa lắm rồi, thì chúng ta thấy chúng ta đang sống mối liên hệ lạm dụng. Tôi không nói sai, để tôi đọc cho nghe. Hầu, cái chữ hầu. Đến với Chúa hầu để được sống đời đời kiếp kiếp chẳng cùng. Amen. Có nghĩa là mình có mục đích. Tôi đến với Chúa để tôi được sống đời đời kiếp kiếp, chứ tôi chả có yêu ông đâu. Amen đàng hoàng. Để khóa lại, chữ hầu tiếng xưa có nghĩa là mục đích tôi làm điều này để được cái đó. Và nghe rất nhiều, và thậm chí trong lối giáo dục con cái, nhất là các bà giáo dục các cháu, mày ngoan thì bà mới yêu. Nó có cái gì sai biết? Nếu cháu yêu bà, cháu ngoan nhá, nó khác. Còn mày phải ngoan thì bà mới yêu. Vậy lúc nó không ngoan, mình không yêu. Cho nên rất nhiều người nói lúc mình phạm tội là lúc Chúa bỏ mình. Đó, từ cái giáo dục trong văn hóa, trong kinh kệ sai lầm một thời xưa, bây giờ nó ập vào đầu mình, sửa không được. Hôm nay tôi nói qua vậy thôi, chứ tôi không có muốn chỉ trích. Nhưng rõ ràng, phụng vụ các giờ kinh, ban phụ vụ của Việt Nam nên xét lại một số kinh. Tôi có một câu chuyện thực tế sau đây. Con cái kéo về để mừng lễ kim hôn của cha mẹ, hay còn ông bà, kim hôn là 50 năm lễ vàng. Ai cũng về, anh chị em rồi con cái của họ, rồi đông lắm, cả nhà vui. Có một người con út, con trai cũng về dự, tìm cái góc ngồi lấy cái máy ra chơi game. Hai ông bà thương thằng đó nhất, nhưng chính vì vậy hai ông bà xót xa nhất. Nó đâu cần mình, nó không có nếm được tình thương như Đức Thánh Cha nói hồi nãy. Không nếm được. Nó chỉ thương nó. Nó đi về vì miễn cưỡng. Nếu không đi thì người khác chê bất hiếu. Tức là vì nó. Cho nên hai ông bà xót thương. Hai ông bà không vì tất cả những người con ngoan hiểu được tình yêu hai ông bà mà bỏ thằng này. Thưa không, không bỏ. Hai ông bà cứ nói với nhau, thấy tội nghiệp cho nó. Nó sống trong thế giới của nó, và chính nó tự cô lập nó.
Thưa quý ông bà, thực tế nó vậy. Thực tế ở đây hôm nay xin phép được nói thực tế. Ở trên này tôi cũng nhìn thấy, chứ không phải tôi rình mò đâu. Tôi cũng thấy có những người, đặc biệt là nam giới, ở tuổi lớn chứ không phải trẻ con, vào trong thánh lễ bắt đầu chơi game. Tôi xin nói thẳng, ghét tôi cứ ghét. Điều đó chẳng thà người đó can đảm ở nhà. Đừng sợ người ta chê. Bởi vì đến đây cũng vô ích. Tôi chỉ nói ngắn vậy thôi, đủ rồi. Thưa quý ông bà, thương xót là không vì số đông mà bỏ thiểu số. Người cha người mẹ hồi nãy không thấy 7-8 đứa con kia ngoan, đem con cái cháu chắc về vui với mình, rồi bỏ quên thằng út, nó đang miễn cưỡng phải về. Không, đó chính là khía cạnh sắc bén nhất của thương xót. Thương mà thấy xót, đó là khía cạnh mà Chúa Giê-xu hôm nay tỏ lòng với ông Tô-ma đó. Cho nên nó hợp với bài tin mừng hôm nay. Mỗi người chúng ta là một ông Tô-ma. Chắc chắn đã có lúc chúng ta nghi ngờ Chúa. Nhưng Chúa không bỏ ông Tô-ma vì mười mấy ông kia. Không. Cứ tới lễ phục sinh Chúa Nhật thứ hai là mình cứ nghe đem chuyện ông Tô-ma ra. Giống như để mỉa mai. Tôi không bao giờ. Tôi nói nhờ ông Tô-ma mà chúng ta có cái lời tuyên xưng tiên khởi của giáo hội. Quý vị biết là lời gì không? Lạy Chúa, Ngài là Chúa của con. Cái bản dịch đáng lẽ phải dịch lại Thầy. Thầy là Thiên Chúa của con. Bởi vì lặp lại hai chữ Chúa, nó mất ý nghĩa đi. Khi Chúa bảo vậy thì ông tới, ông không nói gì hết, ông cũng chẳng kiểm tra, đưa tay thọc gì hết. Ông đến chắc có lẽ là ông cũng quỳ bái xuống và ông nói, lại Thầy, Thầy là Thiên Chúa của tôi nè, của con. Và cái câu đó, nếu mình đọc mỗi ngày, mình sẽ thấy tác dụng, cứu mình rất nhiều lần. Và Thiên Chúa đâu có vì số đông, mấy ông kia đang tin, một mình ông này không tin, không. Chúa chiếu cố vừa hiện ra đã mời ông Tô-ma đến. Như vậy mình phải cảm ơn ông Tô-ma chứ. Thay vì lại đi mỉa mai ông. Không, tôi không dám mỉa mai Tô-ma. Oan cho Tô-ma. Tất cả mọi người có ai tin rằng Chúa Giê-xu sống lại không? Mười ông kia không tin. Cả Phê-rô không tin. Ông Gioan nhìn thấy khăn liệm bắt đầu tin nhưng không dám nói ra. Quý vị có thấy giữa hai lần Chúa hiện ra trong bài tin mừng hôm nay có một điều gì được lặp lại hai lần không? Là các cửa nhà nơi mấy ông ở đó đóng kín. Nhưng hai lần khác nhau chỗ nào? Lần đầu có thòng một cái câu. Lần đầu là lần Chúa hiện ra đầu tiên thòng cái câu vì sợ người Do Thái. Nhưng từ khi thấy rồi, cửa vẫn đóng, vẫn chưa đủ can đảm để bước ra. Nhưng không có cái câu thứ hai, cái câu đó không có vì sợ người Do Thái nữa. Trong khi các cửa nhà vẫn đóng kín, nhưng không có cái câu kia, mấy ông bớt sợ rồi. Chúa đã nâng đức tin của các ông lên rõ ràng ha. Và Chúa chúc bình an. Dài dòng quá rồi, hôm nay xin ngưng ở chỗ: đừng bao giờ nghĩ rằng vì mình là người cứng tin như Tô-ma thì Chúa bỏ mình. Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng vì công nghiệp của mình, vì những lời kinh mình đọc, vì những việc bố thí, việc nghĩa mình làm mà Chúa thương mình hơn. Không. Và nhất là đừng bao giờ nghĩ rằng mình yếu đuối, tội lỗi, thờ ơ với tình yêu của Chúa rồi Chúa bỏ mình. Sai bét. Nếu vậy còn gì gọi là thương xót. Chữ xót nó nằm ở đó. Cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe và xin lỗi người nào tôi đụng chạm, bởi vì tôi thấy người đó hay chơi lắm trong thánh lễ. Cho nên xin hãy sửa lại đi, bởi vì vô ích và mất giờ. Thả ở nhà, nằm ở nhà chơi nó vui hơn. Xin lỗi nha, tôi biết người đó có mặt ở đây có thể nghe và hơi buồn, nhưng tôi xin lỗi. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em, chúc một thánh lễ thật vui. Kính mời cộng đoàn cùng đứng, cùng nhau chúng ta tuyên xưng đức tin. Xin hãy cùng nhau sốt sắng đọc kinh tin kính của các tông đồ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha, Mẹ, Tâm Hồn, cùng dựng nên trời đất.
anh chị em thân mến, Thiên Chúa là người cha giàu lòng thương xót, đã cho Chúa Giêsu phục sinh nhờ tình yêu và Thánh Thần, và cũng sẽ làm cho thân xác phải chết của chúng ta được sống mãi. Chúng ta cùng nhau vui vẻ hân hoan ca tụng Chúa và dâng lên Người những lời nguyện xin sau đây. Trên con đường về quê trời, hội thánh gặp không biết bao nhiêu là thử thách gian nan. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa củng cố đức tin của hội thánh trên đường lữ thứ trần gian, để hội thánh làm chứng cho nhân loại biết rằng Chúa đã phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho muôn dân nước tin nhận Chúa phục sinh là Thiên Chúa xót thương, Người không ngừng chờ đợi nhân loại nhận ra tình yêu cao cả của Người và quay về với Người trong niềm tin yêu, tín thác. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta nhận được ơn bình an đích thực mà Chúa phục sinh ban tặng, để chúng ta được biến đổi và biết dùng chính đời sống của mình làm chứng nhân cho Thiên Chúa là đấng xót thương cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho gia đình lòng thương xót Chúa trong cộng đoàn chúng ta nhân ngày bổn mạng. Xin cho mỗi thành viên khi đã lãnh nhận sự khoan hồng của Chúa cũng có một trái tim quảng đại, biết chấp nhận và yêu thương nhau, để cộng đoàn chúng ta thực sự là sứ điệp hòa giải của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cộng đoàn chúng con cũng dâng lên Chúa gia đình của hai em bé sẽ lãnh nhận bí tích thanh tẩy sau thánh lễ này. Xin Chúa cho gia đình cha mẹ của em yêu thương hai em, chăm lo đức tin cho hai em. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu nhân ái, Chúa biết trí khôn chúng con có giới hạn, tâm hồn thì cứng cỏi và ích kỷ. Xin Chúa ban thêm đức tin, đức ái, cho dù gặp thất bại hay đau khổ đến đâu đi nữa, để chúng con vẫn tin yêu, gắn bó và dấn thân theo Chúa đến cùng, vì Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Thank you.
cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta thể hội thánh lời. Lạy Chúa, xin Chúa vui lòng chấp nhận những lễ vật của chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh tẩy, thì xin dẫn đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong những ngày cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là điều chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chính Người là con chiên thật, đã xóa bỏ tội trần gian. Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy Costello, Đức Giám mục Phụ tá Donald Spruxton của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa nhớ đến hai linh hồn Đa Minh và Mikae Trần Văn Phú mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho hai vị đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin cũng nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, anh chị em chúng con, những linh hồn chúng con dâng lễ dỗ và cầu nguyện cho hôm nay và thường xuyên, đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn thanh sạch Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử vì đạo nước Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng theo lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta dám dâng lên Cha trên trời lời kinh sau đây: Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha cả sao, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện lên đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cam dỗ, con cho khỏi sự nghiệp. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Thank you.
Kính thưa quý ông bà, tôi có thông báo liền, tôi quên. Đó là ngày mai thứ hai, ngày 25 tháng 4, đất nước Australia và New Zealand, họ kỷ niệm ngày Anzac Day. Đối với giáo hội Úc, đây là lễ trọng. Cho nên 6:30, đúng 6:30 có thánh lễ ở đây, mời ai đi dự được thì dự. Tôi nói lễ trọng, tôi không nói lễ buộc. Và có rất nhiều người đi xưng tội vì bỏ lễ trọng. Có chừng nào lễ buộc, trong một năm có 10 lễ buộc thôi. Ai không biết, liên hệ tôi cho cái danh sách đó. Chứ cứ đi xưng tội nhảm nhí đó. Tức là ngày mai không có đi được, cái là đi xưng tội, đã bỏ lễ Anzac Day, là vì nghe công bố là lễ trọng. Nó trật lách đi chứ đó, mình sống đạo kiểu tức cười lắm. Cho nên ngày mai tỏ lòng biết ơn, đất nước đã dang rộng hai tay, cưu mang tất cả chúng ta, ai có mặt ở đây. Thì chúng ta cầu nguyện cho những người, hơn 500 người đã hy sinh trên đất nước của mình. 520 mấy người Úc trẻ đã chết trên quê hương Việt Nam. Chúng ta có mặt để cùng cầu nguyện, đặc biệt cầu cho giáo hội và xã hội nước Úc. Ngoài ra chúng ta không có gì thông báo. Tuần sau trường Việt ngữ và mọi thứ bắt đầu sinh hoạt lại. Hội cao niên cũng vậy, tất cả đều có. Ở trên cái tổ chức này, Chủ nhật tuần sau mùng 1 tháng 5, lễ bổn mạng của hội cao niên đã được dời lại từ hồi tháng 3. Hôm trước tôi có giải thích cho quý ông bà về cái chữ mà tôi mới học được là chữ dở hơi đó. Tức là làm cái chuyện nó tréo cẳng ngỗng đó. Tuần rồi có 5 người dở hơi. 5 người. Buổi chiều vào khoảng 5 giờ tôi còn tỉa mấy cái cây đó, thì thấy tin bấm kèn. Tôi nhìn ra cổng, thấy một chiếc xe. Ủa giờ này sao cha chưa đi thay áo để làm lễ? Tuần rồi đó, đã thông báo không có lễ chiều. Tôi nói bây giờ chạy ra Mirabuka còn kịp. Ủa sao vậy? Tôi nghĩ trong bụng dở hơi. Tôi nghĩ trong bụng tôi không dám nói. Người ta thông báo tùm lum hết rồi. Mà không phải một chiếc xe đâu nha. Tôi đang làm pin cái nữa, tại ngay cổng này mai cổng kia đóng. Ủa sao không có xe nào tới dự hết vậy? Tôi nói dự cái gì? Lễ chiều. Tôi nghĩ trong bụng dở hơi. Đấy. 5 chiếc. Là thưa quý vị, may là tôi có mặt ở đó để tháo nút cho cái hơi nó đi đi, nếu không lại dở hơi ra đó thì thấy quê lắm đó. Không mà cái tiếng Bắc hay thật đó nha. Tôi càng nghĩ tôi thấy càng hay. Dở hơi đó, chắc tôi cũng thành người Bắc mất rồi đấy. Cảm ơn cộng đoàn đã tham gia thánh lễ hôm nay. Mời 3 giờ chiều hôm nay có thánh lễ kính lòng thương xót của Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ. Chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu thánh của Đức Giêsu Kitô, là đấng đã chết nhưng đã sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cúi xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong. Chúc quý ông bà và anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn và chúc một ngày Chủ nhật thật vui, thật hạnh phúc. Thank you.
trình hiền linh sáng mai.